chào quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu giữa câu lạc bộ Cựu Hải quan cùng với Trẻ Hải quan trên sân vận động Thống Nhất. Một trận đấu để tưởng nhớ những thành viên của câu lạc bộ Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã mất. Và như vậy, hiệp 1 của trận đấu chúng ta đã chính thức được bắt đầu. Đang là các pha chuyền bóng của Trẻ Hải quan. Đường chuyền dành cho tiền đạo áo số 15. Đây là cơ hội dành cho Trẻ Hải quan dứt điểm. Không vào. Vừa rồi đó là tình huống ra chân của tiền đạo áo số 15 của chúng ta. Trần Ngọc với tình huống dứt điểm thứ hai ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tốt rồi, bóng vẫn đang về chân của Trẻ Hải quan. Thêm một tình huống dứt điểm nữa. Không vào. Và đó là một pha xử lý tốt của thủ thành Nguyễn Xuân Nam. Mái tóc của chú Xuân Nam bây giờ đã điểm bạc. Nhưng với tốc độ và khả năng quan sát để có thể phản xạ ở các tình huống dứt điểm như vừa rồi thì vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào. Đường chuyền hay. Ừ, dĩ nhiên là vẫn cần thêm tốc độ, vẫn còn Phước Lộc. Dứt điểm. Không vào. Vừa rồi đó là một tình huống ra trận của Phước Lộc. Và tình huống dứt điểm đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay của các cầu thủ bên phía Cựu Hải quan. Và tình huống ra chân của Phước Lộc cũng là tình huống dứt điểm đầu tiên của anh ở trong trận đấu này. Vẫn còn dứt điểm. Không vào. Vẫn là Trần Ngọc với tình huống dứt điểm thứ ba ở trong trận đấu ngày hôm nay. Vẫn còn dành cho các thủ vàng của chúng ta. Cơ hội rất là tới xa. Như vậy sẽ là tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ đến từ câu lạc bộ Cựu Hải quan. Rất nguy hiểm, không vào. Tình huống bóng đã chạm vào xà ngang. Tấn công dành cho Trẻ quan. Xử lý hay. Vượt qua rồi. Và như vậy sau đó thì tiếng còi của trọng tài cũng đã vang lên rồi. Người đã đi nhưng chân thì ở lại. Và sau đó thì cầu thủ áo số 14 bên phía Trẻ quan đã bị ngã xuống. Và tiếng còi của trọng tài cũng đã vang lên để chính thức trao cơ hội cho các cầu thủ Trẻ quan với tình huống penalty này. Và như vậy người sẽ thực hiện tình huống này sẽ là cầu thủ số 6 Ngọc Lâm. Không phải Ngọc Lâm. Dứt điểm. Không vào. Không phải Ngọc Lâm mà đó là tình huống ra chân của số 64. Một tình huống dứt điểm rất mạnh bằng hướng trái bóng lên trời. Không có bàn thắng dành cho Trẻ Hải quan ở trong tình huống vừa rồi. Nguy hiểm. Cơ hội dành cho Trẻ Hải quan. Khoảng trống đây rồi. Dứt điểm. Không được. Có vẻ như những cầu thủ Trẻ Hải quan không muốn ghi bàn vào lưới của những người đàn anh. Khi mà những cú dứt điểm là quá nhẹ, quá hiền. Dứt điểm. Không vào. Vẫn chưa thể có bàn thắng xuất hiện ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và đó là một pha bóng thi đấu đầy cảnh giác và tập trung của thủ thành Anh Trung. Duy Anh lúc này sẽ quay trở lại trong đội hình của các cầu thủ Trẻ Hải quan ở trong những thời điểm cuối cùng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cơ hội. Không vào. Cú đá của Văn Huynh. Rất nhiều những tình huống dứt điểm được tạo ra. Và rất nhiều những pha bỏ lỡ của các cầu thủ Trẻ Hải quan. Và lúc này anh Trung đang nằm sân. Và đó cũng là tình huống cuối cùng ở trong trận đấu ngày hôm nay.
Cuộc so tài giữa Trẻ Hải Quan cùng với Kiệu Hải Quan đã khép lại với tỷ số hòa 0-0. Một trận đấu đầy ý nghĩa, nhưng nó sẽ ý nghĩa hơn nếu như mà có bàn thắng xuất hiện ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chỉ tiếc chúng ta đã thiếu đi một chất liệu đó để cho ngày thi đấu hôm nay của cả hai đội trở nên trọn vẹn hơn. Vâng, xin chúc cho những Kiệu cầu thủ Hải Quan cũng như là những cầu thủ Trẻ Hải Quan luôn có những sức khỏe thật tốt, luôn có những sự thành công trong cuộc sống này, và một năm mới vui khỏe, một năm mới an khang, một năm mới thịnh vượng và vạn sự như ý. Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những cầu thủ, những chân sút của chúng ta ở trong trận đấu ngày hôm nay. Còn bây giờ, kính chào và hẹn gặp lại.